Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn chào đón nữ ca sĩ Hoàng Trang. Mình tên là Nguyễn Thị Hoàng Trang, năm nay mình 23 tuổi. Mình hiện đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Ý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trang cũng đã theo đuổi dòng nhạc Trịnh được 10 năm hơn rồi. Tại vì từ nhỏ là ba mẹ Trang đã nghe nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Tiền Chiến, những dòng nhạc rất là xưa. Và Trang cũng ngắm, Trang nghe những dòng nhạc đó mỗi ngày mà. Cho nên là đôi khi mình có những cái cảm xúc đặc biệt với dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn chào đón nữ ca sĩ Hoàng Trang và Ta Đã Thấy Gì Đêm Nay. Việt Nam lên những khúc non đầu tiên, một đoàn tàu đi nhà khói em hai bên rừng, một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh. Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trong ngọn cờ bay, đường phố hôm nay sáng rực đèn, sáng rực đèn trong làng trong xóm, người đi nước qua đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam lên những phút non đầu tiên. Một đoàn tàu đi nhà khói em hai bên rừng. Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Cờ bay trong ngọn cờ bay. Thank you.
Xin cảm ơn. Và Hoàng Trang xin đến với quý vị thêm một tác phẩm nữa. Bài hát này là một trong những sáng tác tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đã được trình bày rất thành công bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nên đối với Hoàng Trang thì khi trình bày lại ca khúc này cũng có một phần sự áp lực khá lớn. Nhưng mà rất mong quý vị khán giả sẽ đón nhận phần trình bày của Hoàng Trang với ca khúc Hạ Trấn. Còn mãi xa đi đâu nữa.
xuân. Thank you.
lên bờ bông đi chơi phố, nắng vàng ủng hộ cho bông căn nhà. Con đông đưa bọc con đông đưa bọc.